5 lý do người giàu có, giới thượng lưu và giới chơi tinh hoa lựa chọn dòng gỗ Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn. Lý do số 1 là biểu tượng của sự sang trọng và sự quyền quý. Gỗ Hoàng Đàn và các loại gỗ quý khác được đánh giá khá cao về mặt thẩm mỹ và độ bền, mang lại sự sang trọng và quý phái cho không gian sống. Và hơn nữa thì sở hữu các vật phẩm làm từ loại gỗ này có thể giúp cho gia chủ thể hiện sự đẳng cấp và vị thế của mình trong xã hội. Lý do số 2 đó chính là giá trị đầu tư lâu dài. Giá trị của gỗ Hoàng Đàn liên tục đã tăng theo thời gian, và đặc biệt nữa thì càng ngày để sưu tầm được những phôi gỗ quý hiếm, nhiều tinh dầu liên tuyết tự nhiên, và đặc biệt lại có khả năng thấu quang nữa, thì càng ngày càng quý hiếm và giá trị được tăng theo thời gian rất là nhiều. Lý do số 3 đó chính là yếu tố lịch sử và văn hóa. Một số loại gỗ quý như gỗ Hoàng Đàn thì có lịch sử lâu đời và gắn liền với lại nhiều câu chuyện văn hóa, tín ngưỡng. Sở hữu chúng cũng là cách để bày tỏ sự tôn trọng và yêu thích đối với lại truyền thống và lịch sử. Lý do số 4, khẳng định yếu tố cá nhân hóa. Bởi vì đây là những dòng gỗ vô cùng quý hiếm và đắt đỏ, không phải ai cũng có thể sưu tầm và sở hữu ngay được. Chính vì thế cho nên là đây là cái cách thể hiện cá tính và quan điểm sống của gia chủ, của những người mà đam mê và sưu tầm và chơi cái dòng gỗ Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn. Lý do số 5, tác động tích cực đến sức khỏe và tâm trạng của gia chủ. Hơn nữa thì Hoàng Đàn là vua của các loại gỗ thơm, mang đến mùi thơm ngọt ngào, dễ chịu, có lợi cho sức khỏe tinh thần, giúp giảm stress và tạo cảm giác thư thái, thư giãn trong người.